chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh thiện family và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho cả nhà cách làm gà luộc với cái sốt rất là đặc biệt và rất là đơn giản rất là nhanh nữa mà thịt thì nó rất là ngọt rất là ngon và cái vị cực kỳ đặc biệt luôn và dành cho những ai mà không có thời gian rảnh rỗi thì mình có thể làm một món ăn rất là ngon rất là nhanh đây cả nhà thấy không nó rất là nhìn rất là hấp dẫn đúng không ạ? Vì vì cực kỳ ngon luôn á cả nhà. Ngoài các cái món kho, món nướng ra thì mình làm gà luộc với cách này cũng rất là ngon và đỡ ngán nữa cả nhà. Để biết cách làm như thế nào thì bây giờ mời cả nhà cùng vào bếp làm với mình nhé. Đầu tiên thì mình sẽ bắt nước sôi lên bếp và nấu, sau đó cho vào một muỗng canh rượu. 3 đến 4 lát gừng và nếu không có rượu thì cũng được không có sao hết mà có rượu thì nó sẽ thơm hơn á cả nhà và tiếp theo thì mình sẽ cho vào 3 đến 4 gốc hành lá nếu không có gốc hành lá thì mình có thể bỏ hai củ hành tím đập dập để mình luộc gà ở đây mình chuẩn bị 250 g thịt gà còn cả nhà nếu mà dùng nhiều thì mình sẽ nhân công thức lên và trong khi mà chờ luộc gà thì mình sẽ đi làm nước sốt và đầu tiên thì mình sẽ cho vào một muỗng uh, canh tỏi bằm khoảng 5 đến 6 tép các cả nhà và một trái ớt, nếu ăn nhiều cay nhiều thì mình sẽ thêm ớt và uh, cay ít thì mình bớt ít lại. Và một muỗng canh uh, giấm, nếu không có giấm thì mình có thể sử dụng uh, một muỗng canh nước cốt chanh. Và một muỗng cà phê uh, ớt sa tế. và thêm một muỗng canh dầu điều nếu không có dầu điều thì mình sử dụng dầu sa tế cũng được và hai phần muỗng uh, hai phần muỗng canh dầu mè dầu mè nó làm cho cái vị của cái món ăn rất là đặc biệt các cả nhà và ba muỗng canh nước tương mình chỉ chia sẻ những cái nguyên liệu gì có trong nước sốt thôi Còn nếu như mà cả nhà làm nhiều thì cả nhà có thể bỏ thêm uh, uh, sốt tùy ý Và một phần tư muỗng cà phê uh, bột ngọt Sau khi mà gà nó đã sôi và chín rồi á Mình luộc khoảng tầm 20 đến 25 phút đó cả nhà Thì uh, mình sẽ vớt ra và chặt Sau đó rưới cái phần sốt lên như vậy là đã xong cái món ăn rồi đó cả nhà Rất là ngon và rất là đặc biệt luôn Nếu như mà cả nhà thấy hay thì cả nhà nhớ like và ấn đăng ký kênh Để xem và theo dõi những món ăn ngon miễn phí mỗi ngày của mình nha cả nhà Món này nó rất là đậm đà, rất là ngon vì cực kỳ lạ luôn Chồng mình rất là thích ăn món này luôn á cả nhà Mà nó đỡ ngán nữa, ngán hơn kho hay nướng ăn nhiều cũng phải thay đổi vị cho nó đỡ đỡ ngán và cảm ơn cả nhà đã theo dõi hẹn gặp lại cả nhà trong những clip tiếp theo chúc cả nhà thành công